Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Computer và mình, phóng viên sàn sàn Vinh Tokoda đây. Chắc là các bạn cũng không còn xa lạ với hãng loa JBL rồi, khi mà từ hàng rong, chợ hay các cửa hàng bán loa cao cấp thì đều có bán sản phẩm của hãng âm thanh này. Và đương nhiên thì là ngoài chợ chúng ta chỉ có hàng pha ke mà thôi. Thì giới thiệu một chút thì JBL là một hãng chuyên sản xuất những cái sản phẩm âm thanh như loa tai nghe nhạc cao cấp thiên về dòng nhạc drum and bass. Thì nó phù hợp hơn cho nghe nhạc EDM hay là Vinahay các kiểu, với điểm mạnh về các giải âm bass và chép. Thì trùng hợp ở chỗ là đây cũng là hai giải âm phù hợp cũng như là đáp ứng tốt nhất với cái việc chơi game. Nó không biết có phải vì lý do này không cho nên là JBL gần đây đã bắt đầu dấn thân vào mảng thiết bị âm thanh chuyên gaming với một loạt các sản phẩm thuộc JBL Quantum Series. Thì ở series này thì ngoài những con tai nghe chuyên gaming thì JBL còn cho chúng ta một con loa có tên là JBL Quantum Duo, mà ở video này thì mình sẽ đánh giá chi tiết cho các bạn. Và nhìn qua thôi là chúng ta đã thấy nó mang đậm màu sắc của JBL rồi. Khi mà đập ngay vào mắt các bạn là các bạn có thể nhìn thấy vị trí đèn LED được setup vô cùng nổi bật ở khu vực xung quanh hai màng loa, hai bên hông của củ loa và nút và ở nút xoay tăng giảm âm lượng, trông vô cùng điểm nhấn và không cần ông trời phải tạo ra địa chấn. Ở ngay cái mặt trước của loa bên phải cũng là cái củ loa chính của chúng ta thì sẽ có 3 nút, gồm ở giữa là nút tăng giảm âm lượng và khi xoay thì đèn ở phía xung quanh màng loa sẽ xoay theo chiều mà các bạn vặn núm tùy theo là tăng lên hay là tăng xuống. Hay là giảm xuống. Phía bên phải là nút điều chỉnh độ sáng, mà khi tắt hết tất cả các đèn thì phần núm vặn cũng như là hai cái nút chức năng ở hai bên vẫn sẽ có một chút đèn cam cam mờ mờ như các bạn đang thấy ở đây. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng vô cùng tinh tế đến từ JBL và mình đánh giá khá là cao, vì khi anh em try hát game ở trong phòng tối mà không muốn bị nhiều luồng sáng làm phân tâm ở hai cái củ loa thì chúng ta sẽ tắt hết đèn đi, nhưng mà cái nút chức năng vẫn sẽ có một dải đèn mờ và sáng đủ để các bạn nhìn thấy trong bóng đêm. Bên trái thì sẽ là nút bật tắt giả lập âm thanh vòm, và về chất lượng của nó thì mình sẽ nói ở phần sau, phần âm thanh. Phía bên trên loa phải chúng ta sẽ có một nút nguồn và chỉ cần bấm thôi là các bạn có thể bật hay là tắt loa rồi. Phía bên trái đối diện thì sẽ là nút thay đổi chế độ đèn qua các chế độ đèn khác nhau như là wave hay là nháy theo nhạc. Phía sau thì là một dải nút để điều chỉnh các cái màu của đèn sang tông màu lạnh hoặc là nóng. Chắc các bạn nghĩ là mình quên cái nút Bluetooth ở đây đúng không? Mà lừa đấy. Thì bây giờ mình mới nói đến. Ở trên con loa này thì JBL đã cho chúng ta một khả năng kết nối vô cùng linh hoạt với các cái thiết bị khác nhau thông qua cổng micro USB 3.5 và kết nối Bluetooth. Thì đây vốn là một con loa plug and play, tức nghĩa là chúng ta chỉ cần cắm và sử dụng mà thôi. Cho nên là chúng ta sẽ không có bất kỳ một cái phần mềm hay là để tinh chỉnh đèn hay là những cái giải âm theo ý. Và điều này thì cũng có nghĩa là JBL đã rất là tự tin với cái chất lượng của sản phẩm âm thanh của mình. Khi mà chỉ cần với âm thanh mặc định thì chúng ta vẫn có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu như là dùng điện thoại, chơi game console hay là dùng với PC. Không cần phải sử dụng cái phần mềm nào cả và chỉ cần sử dụng âm thanh mặc định mà thôi. Thì tổng quát một chút thì như các bạn đang thấy, chúng ta sẽ có một cái ngôn ngữ thiết kế nó rất là JBL, vô cùng JBL luôn. Với những cái đường nét và họa tiết cách điệu vô cùng nổi bật. Những cái đường phay ở mặt trước nó làm tăng nổi bật cho những chi tiết là màng loa cũng như các nút bấm được setup bên loa phải. Thì về cơ bản chúng ta sẽ có hai loa trái phải y hệt như nhau, và loa chính thì sẽ là loa phải như mình đã nói. Hai loa thì sẽ được xích với nhau bằng một dây được đính liền với loa phải và kéo sang loa trái bằng dây. Và như ở trên đầu mình có nói thì JBL là một hãng chuyên sản xuất những cái sản phẩm âm thanh thiên về dòng nhạc drum and bass hay là EDM và Vinahay các thứ. Cho nên là cái điểm mạnh của con loa này thì sẽ thiên về bass và chép nhiều hơn. Giống như những sản phẩm âm thanh khác của JBL thì bass trên con loa này nó cũng là một lợi thế đặc trưng. Tuy nhiên thì nó chỉ mạnh với việc các bạn chơi game mà thôi, vì đương nhiên đây là một con loa gaming mà. Và cụ thể thì bass nó khá là mạnh mẽ và có độ dền ở mức tốt và cực kỳ đủ cũng như là phù hợp để cho các bạn chơi game. Còn với nghe nhạc thì cái âm bass này do nó đã được tinh chỉnh để phù hợp với việc chơi game, cho nên nghe nhạc thì nó vẫn sẽ đủ thôi, nhưng mà nó không thể đạt đến cái độ đã tai cũng như cái độ cực khoái khi mà các bạn nghe nhạc được. Giống như bass thì chép trên Quantum Duo cũng là một điểm mạnh khi mà ở mức âm lượng cao khoảng trên 80%, thì đây sẽ là một cái mức âm lượng nó hiện ra rõ ràng nhất tất cả những điểm yếu của một con loa hay là một con tai nghe. Khi ở trên cái mức này, cái âm chép không hề bị xước hay là chói tiếng, tiếng đạn vút qua nghe rất là đã tai và dùng mình. Và cái hay là tiếng nhạc cụ cũng được tái hiện một cách rất là đẹp đẽ trên con loa gaming này. Điểm yếu cố hữu của JBL cũng có thể nói là đây là một cái điểm yếu đi cùng năm tháng của JBL luôn. Khi mà từ những dòng loa nghe nhạc cho đến con loa Quantum Duo chuyên cho chơi game đến thời gian gần đây, thì cái giải mid cũng là một cái giải yếu của JBL. Nếu mà các bạn đang sở hữu một con loa JBL với một vài con loa khác thì chắc các bạn sẽ phát hiện được cái sự khác biệt về cái âm thanh này. Còn nếu như các bạn không có thì để mình nói là cơ bản thì chúng ta sẽ có một giải mid khá là tách bạch, rất là tách bạch với những cái giải âm còn lại, không bị lấn, không bị ép hay không bị mờ, không bị méo, rất là tách bạch, rất là rõ ràng. Tuy nhiên nó có cảm giác bị khô và hơi bị cấn ở cổ khi mà mình nghe những cái bản nhạc vocal hay là có các ca sĩ hát hay xem phim, nó cũng như vậy. Thế cho nên là tiếng đồng đội khôn qua đi chord thì cũng vậy, xem phim thì đấy,
nó do nó khô cho nên là cái âm thanh mà các bạn nghe cái tiếng của nhân vật nói trong phim nó không được đã tai và nó không được tốt. Còn về giả lập âm thanh vòm thì hiện tại với cái kết cấu loa là stereo như này thì chúng ta không thể nào có một cái giả lập âm thanh tốt được. Tuy nhiên thì nó vẫn giúp cho các bạn phán đoán được hướng đạn cũng như là cái phương hướng ở trong game, nhưng mà chỉ trong điều kiện phòng của các bạn đáp ứng đủ yếu tố để giả lập mà thôi. Chứ như mình đang ngồi ở trong studio nó hơi bị rộng và thoáng quá thì nó cũng không có khác biệt nhiều là mấy. Và tuy chỉ có xem phim thì sẽ có cái cảm giác là như là mình đang ngồi ở trong rạp chiếu phim, chỉ tựa như vậy mà thôi chứ không thể giống hoàn toàn được. Với những giải âm được đáp ứng như vậy thì JBL Quantum Duo là một con loa phục vụ tốt cho các bạn về cái vấn đề chơi game và chỉ chơi game mà thôi. Còn với như nghe nhạc thì con loa này nó đáp ứng được cho các bạn ở mức đủ chứ chưa thể tốt và hay được như những dòng loa chuyên nghe nhạc của JBL. Nhưng mà về các bạn, đây là một con loa gaming cho nên là những cái này chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được như mình đã nói rất nhiều lần ở trong video. Và tóm gọn lại thì JBL Quantum Duo là một con loa đáp ứng tốt và rất đáng mua cho các bạn để chơi game, kể cả các bạn chơi game FPS hay là MOBA. Còn với nghe nhạc thì đấy, mình nói rất nhiều lần rồi, nó chỉ có thể đáp ứng tốt cho chúng ta thưởng thức những cái bản nhạc EDM hay là Vinahay hoặc là Jazz một tí mà thôi. Còn với những bản vocal có lời hát của ca sĩ thì với cái giải mid như này thì nó chưa thực sự được đã tai cho lắm, tuy rất là rõ ràng nhưng vẫn hơi bị khô. Cái này là mình nhắc lại. Còn đến đây thì cũng hết video rồi. Đừng ngần ngại mà để lại một like cũng như là đừng quên bình luận ở phía dưới nếu các bạn có bất kỳ ý kiến gì về con loa này. Và cũng đừng quên bấm subscribe và cái chuông để có thể theo dõi những video mới nhất. Mình là Vinh Tokuda, phóng viên Sàm Sàm tại Hà Nội Computer. Cái áo mình vừa thay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.